Bạn nào mà còn chưa biết cách sử dụng của đô mộ thì hãy lắng nghe nhé. Đầu tiên nó rất hay dùng trong đô mộ arigato gozaimasu hoặc đô mộ shichirei shimashita. Tôi chân thành cảm ơn, tôi rất cảm ơn, rồi tôi rất là xin lỗi, thành thật xin lỗi. Thì nó được dùng trong chào hỏi và diễn tả cái sự cảm ơn. Cái ý thứ hai đó là nó thường hay đi kèm với cái cụm đó là đô mộ rasida, đô mộ soda, đô mộ yoda để diễn tả cái phán đoán mơ hồ và mang tính chủ quan, không có cái chứng cứ rõ ràng. Ví dụ như là asta đô mộ ameni narisoda, có vẻ như là ngày mai trời mưa đấy. Hoặc là đô mộ sono kekaku wa umaku ikisou ni nai, có vẻ như là cái kế hoạch đấy không chạy được đâu, cái kế hoạch đấy không ổn đâu. Cái cách dùng thứ ba đó là diễn tả cái cảm giác trạng thái không hòa, không hài lòng hoặc là không thỏa mãn. Ví dụ như là nan do yatte mo do mo umaku ikanai, gọi là dù đã làm rất là nhiều lần rồi nhưng mà không thể nào mà làm được tốt được. Rồi ano hanketsu ni wa do mo nattoku dekinai, gọi là tôi không thể nào mà thỏa mãn với cái sự phán quyết đó được. Và cái cách dùng cuối cùng của đô mộ đó là diễn tả cái tâm trạng không hiểu tại sao mà nó lại như vậy, thường hay đi với lại các cái từ như là okashi hoặc là hen ở đằng sau. Ví dụ saikin đô mộ pascon no chōshi ga okashi, không hiểu sao dạo này cái máy tính nó cứ đơ đơ, nó cứ sao sao ấy, đúng không, okashi. Hoặc là kare no namae wa đô mộ omoidasenai, tôi không thể nào nhớ ra được cái tên của anh ấy. Ví dụ cuối cùng là kare wa mada kitei nai desu ka, anh ấy chưa đến à? Sore wa domo kigakari da, không hiểu sao tôi cứ thấy lo lo về cái việc đó ấy. Như vậy domo được dùng trong các trường hợp sau: thứ nhất, dùng trong chào hỏi này, diễn tả sự cảm ơn; thứ hai, miêu tả sự phán đoán một cách mơ hồ và không rõ ràng; thứ ba, diễn tả tâm trạng chưa thỏa mãn hoặc là chưa hài lòng với cái việc gì đó dù đã làm rất là nhiều lần; và thứ tư sẽ là diễn tả cái tâm trạng là không hiểu tại sao mà nó lại như thế.